Alo, chúng ta chuẩn bị bắt đầu coi chùm nổ và cài wheel nha mọi người. Thì giờ chúng ta sẽ vô tìm tài từ TV nha. Bây giờ nếu từ TV á, thì mình sẽ tìm là chùm nổ thôi. Đó, hoặc là tìm chùm nổ tập cuối. Đó, thì sẽ lên kênh của anh Khương Dừa Channel. Và bắt đầu chúng ta sẽ vô trong ha. Đây. Ta sẽ coi và vô kênh nè, và mình sẵn tìm nổi tập cuối cho dễ. À giờ ta đây ha, nè công chiếu nè, chúng mình bắt đầu nè, chiếu nó thì mình sẽ coi lại ha, nếu mà không coi kịp công chiếu thì coi lại. Vô chúng ta chuẩn bị bắt đầu coi phim. Hello, còn khoảng 3 phút nữa nha. Và trong thời gian đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị máy móc. Đâu? Lấy ra. Đây. Đây dàn máy để mà cài wheel đây. Đây, chờ. À. Lấy máy của ông nội bà nội chị tin luôn. Cài wheel. Vô. Chờ. À. Vô trình duyệt nè, cài. Đi em ơi. Rồi lên cài wheel ca. Đi em lên lấy cho mẹ cái khăn giấy còn chị tin kia đi em. Lên cài wheel nhóc. Rồi. Tôi sẽ nhập vô chùm nổ. Nhưng mà bay nó nữa. Ừ. Nè nè. 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 Chúng ta sẽ bắt đầu tìm chùm nổ nè. Ừ. Rồi. Cả nhà vô chuẩn bị cài wheel nè. Cả nhà ơi, cả nhà. Vô cài wheel. Rồi. Chùm nổ tập cuối đi ha. Chúng ta sạc từ YouTube hoặc từ Google để cho nó được đầy sức ha. Rồi. Wow. Đây là cái trailer lên ha. Thì mình sẽ không lên trailer. Mình sẽ lên rồi. Vô kênh luôn ha. Mình sẽ coi một video nè. Để có cái chú ba quậy gì á chú ba. Được chưa. Chú ba quậy gì mà nghe ăn ý vậy. Em ơi là phía em phải dọn dẹp sao đâu. Rồi 58 rồi, chuẩn bị bắt đầu rồi. Rồi tôi vô. Đó, chờ thôi. Tiếp tục qua những cái còn lại ha. Đây ha. Và TV thì sẵn sàng rồi đó. Và kết nối. Đây. Để chiếu nè. À. Đây. Vô đây. Ừ. Rồi. Rồi. YouTube nè, à, mình coi sẵn sớm giờ nè mọi người nè, đó thấy chưa? Đó, mình để sẵn từ hả? Rồi mở cài wheel. Vô. Rồi. Chúng ta sẽ cài wheel ở đây ha. Tên điện thoại luôn ha nè. Thì chúng ta sẽ cài hết luôn. Ừ. Tầm nổ tập cuối. Ừ. Với sự xuất hiện của tầm cuối. Đây. Đây công chiếu. À, nè. Thấy chưa? Rồi. Chuẩn bị cầu yêu. Lên. Ta sẽ lên thêm máy nữa ha. Đây. Ừ. Ta sẽ kè thêm máy này nữa. Ừ. Kè wheel. Ok. Hoặc ghi ra xanh. Ừ. Rồi vô. Rồi vô tiến vô tập hợp được rồi. 8 giờ rồi. Chiếu ơi. Đây là mở máy thêm nữa nè. Quá tài luôn ha. Wow. Đó. Rồi bên đây nữa nè. Ừ, có nhiều điện thoại này, điện thoại của vợ nè, cha thì còn máy tính của cha mẹ vô cài hết. Ừ. Rồi lên đây. Ok. Vô. Vô, xin ơi, chú ba, vô. À, vô
Ừ. 5 ly luôn. Rồi. Ủa, tấm gà gì? Thôi mười mấy được rồi. Sao cà kế? Rồi. Rồi. Quá trời người xem luôn nè. Rồi phải không nè. Máy móc đồ. Chú ba vô chưa? Đi chụp tấm hình nè. Chú ba. À, vô đi lên chụp tấm hình nè. À, vô. Cái đồ mới. Rồi rồi, huy lô con cho thầy đó. Cho thầy vô nó cầu chứ. Ồ. Thôi ăn nhiều cũng được đâu. Ăn hộp đen nè, hộp đen tốt. Rồi. Bài. Chiêu 3 2 1 chiêu tim vô. Chiêu đùng nè con xì tin coffee nè nè ngồi đi làm gì á nằm giống đi nằm giống đi thay đồ đẹp cả nhà đem qua chiếu gặp rồi bắt được ai nữa. Thoải mái quá. Ủa chứ lét con kêu ngoại gì đánh ra ngoài nữa. Tiền thần nổ mày đánh đến đâu qua vậy? Tiền coi tùm nổ kìa. Để đâu vậy? Để đâu vậy? Gì vậy? Qua đây mày tin. Qua đây. Ừ, thấy không? Giờ máy cà view nè. Ờ. Ừ. Cà quá tài phải không? Lép lần nào không? Đi đi quăng ngồi coi qua coi coi. Nè tin thì ngồi đây nè. Ngồi đây ngồi đây. Rồi. Đó ngồi coi chú gặp mà. Ngồi coi. Rồi bà nội ngồi cái bên kìa. Rồi. Chú gặp mà. Tất cả mọi người. Ai thấy tôi giải cứu mày? Em. Chắc là của em nữa. Em.
Vô tốt quá. Mình lộn. Đồ gà. Ủa? Gà bay tức à? Anh làm cái gì mà căng quá vậy? Em căng đè luôn á. Tự nhiên nhìn anh, em muốn anh. Ôi, cái gì hả? Rồi đó, cái gì quá mà. Trời ơi, nhìn cái muốn tử liền luôn á. Tử nha, em tử em nha. Rồi, thôi ngoan nữa nha. Rồi, đột nhập vô đây. Dạ thiệt, nhà cái xưởng á, này là cái xưởng á. Làm ghê vậy? Sao thì để đó cái nó cười cho gà. Kinh đi nó không chịu á. Ô, nó bị cái minh TV vô gà. Anh hết đi. Hết chừng nào bà nội. Thấy trong miệng không còn miếng nào. Thôi đưa để cha ăn đi. Đưa cho mẹ ăn đi nha. Chào nó bị cái minh TV. Không ăn nữa. Tùm não. Đúng không?
Thôi, dẹp đi chứ anh. Nó biến. Hết rồi nha. Hết đô rồi, sáng mới ăn được nha. Đô rồi, hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Đi cái đi ăn cái kiếm này được không? Mà hết trơn rồi, hết trơn. Dạ. Lòng cái lòng lầu gấu. À. Chưa. Này mà lâu anh sao không trong phim này cũng thành lâu gì dữ. Đi đâu đây? Đi hồi quay về là tôi đó. Là sao? Đi đâu đây? Thì cứu ông ngoại. Cứu ông ngoại. Cứu ông ngoại. Một mình đấy. Cứu ông ngoại. Hả? Đấy. Ồ, tìm biết cao luôn kìa. Đau. Ờ. Cái con rắn này. Nó quay lấy góc. Quay lấy góc xong mày người đóng thế. Xong mày... Kinh hương thân khẩu đâu nhanh dữ à. Nhỏ kia thân khẩu nhanh lắm. À, nó thấy mình bởi lắm. Và... Người té thì bình thường rồi đâu. Té là chỉ lấy góc té thôi. Ngã ra. Gì? Nó sẽ ngồi hỏi sáng là mâm. Ngủ để ngày sáng là cho mâm nha. Đấy. Nó sẽ... Hả? 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 Không cần, cái thằng bạn xấu xa như mày. Đó, tao đưa cho mày xa. Và mày sẽ gặp ông mày. Còn không, bước qua sát tao. Mày đâu mà có gì. Tao liếm mày đi mẹ. Có chi khí. Mẹ còn không. Mấy thằng xàm xàm. Mấy thằng xàm xàm này. Vì ai bị quất luôn hả? Đi kêu làm. Mày đâu mày? Tại tại nhà tại tại. Đi bây giờ quên nữa. Rồi đi tin chiếm chỗ luôn. Con Thảo mày tôi ra trước. Dạ đại ca à. Hay không? Hay không? Là đại ca anh à. Thảo mày tôi ra. Ok. Thả ra tụi bay.
ngoại. Nó là không giữ được hả? Thả mơ anh. Hai ông cháu mày á là con tao bắt cảnh. Thôi của cha. Tên nhắc chồng nữ 20 năm về trước. Chào chị Tin đó cả, Huy giáo chủ. Chào Hồng Huy giáo chủ. Này đâu nghe. Còn thấy đang chơi mà cũng né nữa ta. Có. Rồi có kêu né mà. Đạo diễn kêu né. Kiểu như là một hành động mạnh vậy nè, là bên kia là phải đàn em ví dụ như thấy đại ca bị đánh phải né vậy nè. Rồi rồi. Mệt. Tiền cũng bắt trước nữa. Cảnh hai có cảnh hai được mấy câu hỏi. Nhưng mà anh thấy nhé. Thôi vậy nói vậy. Thì đứng lại nữa. Dài quá. Dạ. Là Hương á. Mày có hiểu hả? Tụi mày gái nào vậy? Ô mà anh đi quýnh một cái đó hả? Cái gì
Đây đừng coi thôi. Đi nghỉ hả? Sinh hài mà. Đâu rồi? Bạn đâu? Ủa đây xuất hiện được tên mày ảnh được. Điện. Bạn sẽ hình cảnh được biết. Ngày ngồi khóc từ tập 1. Biết cho người ạ. Gì tên? Đừng. Vợ làm gái mày đó. Cùng vợ trong thật cái đứa. Rồi. Bà đẹp cái đó. Bỏ lên nữa kìa. Tới tên. Cứ đầu bể đầu đi. Đi ra dưới biển nè. Chơi con. Ba đây chơi tụi con kìa. Tụi bài nữa. Không chơi được. Rồi mang lên mặt đi. Tụi mặt nhà đậu kìa. Có điểm không? Trời ơi. Trời ơi. Tao nói gì. Dễ vậy. Dễ chết. Tin hài mà. Hả? Ai biết? Ủa, tổ mày chết.
Chị Tim. Dạ. Để mình thờ thì đến bên ngoài. Mà giờ ngoài không chết thì cứ đem về để đó thì muốn mình để sao? Ủa đặt nó sẽ đâm đổi à. Cũng của ngoại á thôi là giờ bị tiến tranh chỗ à. Tiên tiếp đây chơi tiên. Như cái bọn mổ của mình lắm á. Không có tao. Chú ba. Đó à. Đó. Vậy ngoài ơi. Rồi nó hoài. Ê ê, cho tôi đi. Mày bỏ ra đây hết. Ngoài xanh hai nó đi cho bớt nổ. Chạy. Ủa chú ngoại. Ủa chú Hành với La Hương mà. Chú ngoại. Trời ơi. Mình về tới nhà rồi chú ngoại. Biết rồi. Ngoại mừng lắm đó. Ngoài thăm. Cái nhà là sao vô được? Không vô được. Khóa cửa chìa khóa không vô. Nhà đâu có khóa đâu. Phải không? Mày để vô đi. Ủa? Mày để đi. Mạnh nữa, xách con đi. Mày xách luôn đi. Ừ, vậy rồi cũng không biết thôi, không khóa được tao. Đồng bông chìa khóa trước. Ừ. Nhỏ học nhỏ làm gì? Cái nhà luôn. Trời đứng cẩn thận xíu. Ôi đi cây vú sữa là chưa có cháy. Bây giờ cháy quá trời luôn vậy. Đúng rồi. Cái sợ nữa rồi vậy. Rồi họ đi chưa có cháy. Giờ về cũng có cháy nào luôn. Nhà đi ngoại ơi. Sáng nay được ngủ ở nhà rồi. Tao mừng quá mày ơi. Chết. Em biết là hồi học em biết. Mày đi. Có nghe tiếng động gì trong nhà. Con phá rồi mà sao vậy? Cậu phá đâu ngoài? Chung cư nào? Tù mới đây mà nó ra nó kiếm một người ngoài. Để ở ngoài đi kiếm cái cây. Kiếm đồ chơi. Ngoài đừng bỏ con mẹ. Ngoài. Ngoài. Đó. Chạy con mẹ vậy. Đứng dậy. Quá à. Cha bảo về tới đây còn chửi nữa, trời ơi, trời ơi. Ô, má, ô, má, cái gì mà giọng bà mạnh như vậy?
chỉ cười thôi. Cảm ơn mọi người. Lúc trước tôi đừng bọc cho tôi với cháu tôi đã thấy. Hôm nay gặp mọi người ở đây á, tôi giờ tôi sẽ lo tiền. Tôi biết. Ê Tim, bà làm nghề ai? Chị cho ạ, có một ly làm chữ thiệt. Trước nhà ngồi cháu một ly. Tụi bé, tụi bỏ quá tụi đi. Cái đó là hồi trước cũng vậy. Lấy ngày cho nó qua luôn đi. Thôi thôi, để lại cái tiền bây giờ. Hiện tại là tụi bay đã là chồng. Đúng không? Thì lương tay là tụi bay sẽ có con. Ngoài hết mở. Ôi. Tiền pháo quá. Chúc mừng nha, nhà có hỷ rồi đó. Chúc mừng, nhưng mà có chắc là con của mình thôi đó. Ê, quá, nói gì mà bảy giờ bảy. Con đó, con đó, con ai. Ờ, rồi, anh Kỳ có nè. Con đứng luôn, đứa nhỏ lớn lên. Dễ thương quá, mình đi điều tra cho nên là. Khoan. Tao tiêu chữ mà sao con nghe tiếp quá. Dạ con, không quá, con. Ê, tao chứ bảy. Đại má đó, con lẹ cái bộ. Trời ơi, đàn bà con đó, tôi thề nha. Phá kỳ đó. Tại vì tao quen rồi. Cái bà đó. Cái gì đó hả? Con coi. Được rồi. Chúc mừng. Má thằng này nữa. Người ta có thai, người ta có con. Người ta mừng, mày mắc cái gánh gì mà mày thở dài. Con kinh tị đó má. Con dễ sao vậy? Con đào nhiều quá. Đây là con cái hai cái anh vừa con đào kỹ xong. Kinh tệ. Chị đào chị vừa mới cưới xong chuẩn bị về. Cái bụng chè bè còn có con. Dạ. Không em tự khỏe. Thì biết là anh khỏe là con gái như nữa. Mẹ yên tâm đi, để em dám dành tiền ha. Thấy giờ mượn má thì bất ngờ cầm về thờ tôi đầy quan được cứu nhau. Em để em giữ nha con. Bây giờ hai đứa là lấy nhau đợi đứa là lẻ. Dạ, hai riêng nhau lẻ. Ủa quá, không có nào có sữa hết. Nhắc mà nói với mẹ. Thấy chưa? Có hiểu vấn đề chưa? Tôi nuôi nó từ nhỏ cho đến mà chưa bao giờ tôi cắt bỏ ra con miếng nào. Ngoại thích nào nào là cắt đi. Mẹ biết rồi. Cái sai của mắt mày nha. Phụ má đơn giản thì cái tôi bên đầu với tao ăn. Thì nó có cho ăn không có được. Nè đứa tính chuyện tới đâu rồi? Mày lỡ nghe đứa có dầu tính tình cảm gì đâu. Dạ là không có gì đúng không? Không có thì dẫn con Lan về của mẹ làm việc dâu quả luôn. Dạ con ở chung sao xa xôi vậy? Ở đây cũng có người đẹp trai luôn mà. Em hiểu rồi đó, không có gì. Đúng rồi. Ừ. Cái thằng Nguyễn lớn làm gì nhé? Nói gì không? Nói gõ thiệt á. Đây có ông ngoại anh, ngoại nói đi. Nói đi. Má nói tụi bé chết à. Mấy người đang đánh nè.
hai đứa tụi nó bạch hành với nhau đó. Tôi cho nó miếng đất với nhau. Năm đàn đâu cũng đúng rồi. Ừ, cái đất trước là bà la. Còn nội nữa. Còn nội nữa. Lo rồi. Cái gì? Cái gì? Nuốt vô rồi nói. Ăn đi, ăn đi.